Xin chào khán giả của chương trình Vén Màn Showbiz do báo Người Lao Động thực hiện. Tôi Thùy Trang đến từ báo Người Lao Động. Hôm nay tôi mời khán giả của Vén Màn Showbiz đến gặp anh CEO Đức Phạm, là CEO của công ty GN Entertainment. Xin chào khán giả của Vén Màn Showbiz. Xin chào Đức Phạm. Thì ở thị trường Việt Nam mình có rất là nhiều show. Thì những cái nhà đầu tư, nhà sản xuất cho các show á, là cũng mọi người cũng biết tên rất là nhiều rồi, nhưng mà GN Entertainment là một cái tên mới. Thì bạn có là chủ của công ty đó, thì bạn có tự tin khi mà gia nhập vào cái thị trường giải trí Việt không? Tôi rất tự tin để gia nhập thị trường giải trí Việt, tại vì tôi có mối quan hệ rất tốt với lại bên Hàn Quốc. Và khi mà cái mối quan hệ đó có thể giúp anh gia nhập vào cái thị phần tổ chức show ở Việt Nam, hay là anh chỉ là đơn giản là người sẽ mời nghệ sĩ về Việt Nam thôi? Với mối quan hệ của tôi với Hàn Quốc thì là tất cả những nghệ sĩ của Hàn Quốc là tôi đều có thể connect được và có thể mang về Việt Nam để tổ chức concert, hay là thậm chí đó là những ngôi sao hạng A hay là bất cứ ai ở Hàn Quốc đều bất có cứ thể ai hả? Làm việc được. Mọi người cũng sẽ thắc mắc là tại sao, vì đâu á? Tại vì khi mà ở Việt Nam này có rất là nhiều công ty đã từng mời ngôi sao hạng A về Việt Nam rồi, và người ta đưa ra một cái danh sách những đòi hỏi rất là nhiêu khê từ phía Hàn Quốc, thì mình tức là sao, mình có đủ tài chính để mình đáp ứng những điều đó, hay là mối quan hệ của mình? Tôi có một mối quan hệ rất tốt với lại một người bạn ở Hàn Quốc, có thể đảm bảo cái việc uy tín của mình ở thị trường Hàn, đến tất cả những ngôi sao Hàn Quốc sẽ chắc chắn sẽ về Việt Nam để làm concert hay là fan meeting. Và như vậy á, nếu khi mà đưa cái nghệ sĩ về Việt Nam á, như ngôi sao hạng A giống như như anh vừa chia sẻ, thì cái quan trọng á, khi mà làm việc với đối tác Hàn Quốc như vậy á, cái điều quan trọng nhất là gì? Làm vì mình có nhiều tài chính để đảm bảo đưa họ về, hay là vì cái mối quan hệ của mình, hay là vì cái uy tín của mình? Vì người ta tin mình nên người ta về thôi, chứ không phải liên quan đến vấn đề tài chính. Nhưng mà bây giờ khi mà tổ chức show á, đặc biệt là nghệ sĩ Hàn Quốc á, cái sự rủi ro rất là cao, thì anh có sợ cái sự rủi ro đó không? Thì em nghĩ là làm việc gì cũng có rủi ro, nên là nếu như không không làm thì sẽ không có, nên là chắc chắn sẽ làm. Nhưng mà trong thời gian sắp tới này á, cái show đầu tiên mà anh nghĩ là sẽ mang về Việt Nam và có thể lôi kéo khán giả tới cái show của mình tổ chức được á, là show gì? Em nghĩ là em có thể mời được 21, nhưng mà vẫn đang trên quá trình đàm phán. Thương Thảo. Nhưng mà triển vọng không? Em nghĩ khoảng 80-90% là sẽ làm được. Nhưng mà anh có đủ một cái ekip để thực hiện một cái show nó vừa hoành tráng, vừa đảm bảo về chất lượng, cũng như là đáp ứng được cái yêu cầu của 21 không? Tại vì khi mà tổ chức show ở Việt Nam thì 21 sẽ đưa một ekip hàng để dựng sân khấu và tất cả các thứ. Còn Việt Nam mình chỉ support về vấn đề thủ tục giấy tờ. Nhưng mà thực ra hiện nay á, cái việc mà làm một cái show nó rất là tốn kém á, thì anh có sợ là mình đầu tư rất nhiều mà mình thu về không như mong đợi không? Em nếu như em sợ thì đã không làm, nên là em nghĩ là không có nỗi sợ đó với em. Bây giờ tức là cái cuộc sống mà từ đang một gia đình như vậy, xong rồi bây giờ trở về cuộc sống độc thân á, thì có sự thay đổi nào ở Đức không? Và cái điều sau những biến cố như vậy á, thì cái điều mà Đức cảm thấy là bản thân mình phải đối diện và mình phải làm thay đổi nó là gì? Thì mình sẽ phải làm tốt hơn cái gì mình đã không tốt ở quá khứ, mình sẽ làm tốt hơn cái việc đó. Nếu giả sử mình quay lại quá khứ á, thì cái điều gì mà Đức muốn thay đổi nhất? Tại vì quá khứ là cái việc không thể thay đổi được á, nên là em sẽ không nghĩ đến là phải thay đổi gì ở quá khứ. Nhưng mà cái điều mà nếu giả sử nói về cái điều mà Đức muốn thực hiện nhất á, nó là điều gì? Em muốn các con em có một cái tương lai tốt. Đó là chuyện của các bé, còn chuyện của bản thân mình thì sao? Em cũng không nghĩ đến nữa. Hiện tại không nghĩ tới luôn. Làm như thế nào để Đức có thể dung hòa được cái thời gian á, cho bản thân mình, cho con mình và cho công việc của mình với một cái doanh nhân như Đức? Thì tất nhiên bận rộn đó là chuyện mà mọi người có thể nghĩ ra được, nhưng mà làm sao để mình có thể dung hòa được mọi thứ nó ổn nhất? Là vì em có rất nhiều cái bạn làm rất là tốt, nên là cái thời gian em dành cho công việc cũng không phải là nhiều lắm.
Thì thường á là cái thời gian mà Đức dành cho mình là gì? Dạ em chỉ là xem phim đánh golf. Cuộc sống độc thân của hiện tại á thì so với trước đây thì nó có khác biệt gì không? Cuộc sống hiện tại thì nó cũng bình thường, chỉ cũng không có gì khác lắm, tại vì nó em quen với lại nó rồi. Còn cái tư duy của mình có khác trước không? Dạ tư duy của mình khác chứ không. Có nhiều người sợ sau những biến cố về về hôn nhân, về gia đình á, có nhiều người rất là sợ, còn bản thân bạn có bị ảnh hưởng bởi điều đó không? Em không. Hiện tại bây giờ Đức có để ý ai hoặc là có người mới không? Em không có người mới. Vẫn chưa. Nhưng mà chuyện đó sẽ là chuyện của tương lai gần chứ, đúng Em phải suy nghĩ. không? Mình trở lại với công việc á, thì khi mà tổ chức một cái show như vậy thì khán giả mong đợi là cái live show của một nghệ sĩ Hàn nó sẽ sớm được tổ chức tại Việt Nam dưới danh nghĩa của công ty GN Entertainment. Nhưng mà bây giờ bạn đã chuẩn bị như thế nào rồi cho cái những cái dự án của mình? Em nghĩ là xứng em hệ tổ chức sẽ rơi vào tầm khoảng tháng 1 hoặc tháng 2 từ Tháng cuối 1 hoặc năm tháng nay. 2, cuối năm hả? Và mọi thứ, tức là anh đã có một cái ekip để chuẩn bị hết tất Em cả có mọi hết thứ. tất cả các ekip rồi, nên là bây giờ chỉ chờ là sao hàng nào sẽ về Việt Nam và có lịch sớm nhất để có thể tổ chức. Mọi người đồn mà Đức có mối quan hệ rất là thân thiết với diễn viên Cao Thái Hà, thì giữa hai bạn nó là bạn hay là người yêu? Em với lại Hà là chơi với nhau khoảng 20 năm rồi. Là vì sao hai bạn, tức là tình bạn của hai bạn là người như thế nào á? Nhớ lần xưa em chơi với lại Hà, xong với lại Tuấn là chơi chung với nhau. Tuấn nào ta? Tổng diễn viên rồi chị. À, Là chơi chung với là nhau. chung chơi chơi chung Dạ. nhóm và mối quan hệ nó kéo dài tới bây giờ. Dạ. Thì Cao Thái Hà có hỗ trợ gì cho Đức khi mà, hoặc là có lời khuyên nào cho Đức khi mà tham gia vào cái thị phần giải trí này không? Dạ, Hà có support em về những cái suy nghĩ là làm concert là sẽ như thế nào, các thứ, là có cho em lời khuyên. Thấy hình như là Đức cũng có rất là thân với MC Thành Trung đúng không? Dạ, em có. Dạ. Vì sao là một người làm ngoài nghề nhưng mà lại có rất là nhiều mối quan hệ trong trong giới showbiz á, thì vì sao mình xây dựng được những mối quan hệ như thế á? Tại vì em có nhiều bạn làm trong lĩnh vực giải trí, nên là em gặp rất là nhiều. Khi mà tham gia vào cái thị phần giải trí này á thì có lẽ là anh cũng đã nghiên cứu được nhiều công ty đối thủ á, thì cái điều mà cái thành tựu á mà GN Entertainment muốn hướng tới đó là gì? Là một công ty như thế nào? Tại vì có mối quan hệ rất tốt với Hàn Quốc, nên là những cái việc mà những công ty đối thủ không thể làm được thì công ty GN Entertainment chắc chắn sẽ làm được. Và một trong những cái điều mà có thể làm được đó là gì? Ví dụ như là có thể sale siêu sao đó sẽ không về Việt Nam vì thị trường Việt Nam mình quá nhỏ Người ta đến. để người ta đến, nhưng mà sẽ về Việt Nam vì mối quan hệ của GN Entertainment với lại. Ngày trước có thấy GN Entertainment đưa Seo Ji-suk với lại diễn viên gì ta? Chị Trang Vũ. Dạ. Ji-sung Good đúng không? Dạ. Thì Ji-sung Good hiện tại vẫn là ngôi sao hạng A được mong chờ nhất ở Việt Nam, thì anh có nghĩ là một ngày nào đó anh sẽ đưa lại Ji-sung Good về Việt Dạ Nam Trang không? Vũ có một cái hẹn với em là nếu như em làm phim thì Trung Quốc sẽ đóng với lại một cái fan meeting của Việt Nam. Dạ, anh có nghĩ tới chuyện làm phim có Ji-sung Good không? Em sẽ chờ một kịch bản nào hay để có thể gửi cho Trung Quốc đóng, và là Trung Quốc có một cái hứa hẹn là sẽ về Việt Nam trong một cái fan meeting. Như vậy là cái fan meeting nó sẽ diễn ra trước, còn cái phim thì mình chưa biết Cái đúng không? fan meeting thì em đang dự tính sẽ làm để branding thương hiệu Dali. Là khi nào, thời điểm nào? Thì em đang làm việc với Trung Quốc thì bạn đang phải đi phim á, thì khi nào mà bạn xong phim thì sẽ cho mình một cái lịch để mình có thể tổ chức một cái fan meeting.
Và muốn nói về cuộc sống của Đức thêm một chút nữa là ở thời điểm hiện tại đúng không? Ở thời điểm hiện tại khi mà mọi thứ đã diễn ra rồi và như như Đức có chia sẻ là quá khứ là điều mà mình không quan tâm tới nữa. Nhưng mà khi mà bước chân vô showbiz rồi á thì cái điều tiếng á là cái thứ mà nó chắc chắn nó sẽ xuất hiện trong trong cuộc đời của mình. Tất nhiên là hồi xưa giờ thì quanh Đức Phạm thì cũng không ít điều tiếng đâu. Nhưng mà bây giờ thì nó cũng sẽ nhiều hơn và có thể nó sẽ chính thống hơn á. Thì cái điều đó nó có ảnh hưởng tới cuộc sống của Đức không? Em nghĩ là sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của em. Bởi vì sao? Trên mạng xã hội em nghĩ là nó sẽ có đều có hai hướng của nó, nên là sẽ có người thích mình và người không thích mình, nên là những cái việc đó nếu như mình quá quan tâm đến cái người đó có thích mình hay không để mình không làm cái việc này thì nó cũng không phải là cái phương châm làm việc của em. Khi em cảm thấy việc đó đúng thì chắc chắn em sẽ làm. Khi mà xung quanh Đức á, xảy ra những cái chuyện điều tiếng hoặc là có nhiều thông tin không đúng về mình á, thì cha mẹ gia đình á, phản ứng như thế nào và họ 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 nói gì với Đức không? Gia đình em thì cũng không có để ý những cái việc đó lắm. Họ có tức là chia sẻ với Đức, gia đình của ba mẹ chia sẻ với Đức như thế nào khi mà những sự cố nó xảy ra? Thì mình không phải là người như vậy nên là ba mẹ em vẫn ủng hộ những gì em làm nên là không có nói về việc đó. Và một câu hỏi cuối muốn dành cho Đức á, là hồi nãy Đức có nhắc tới cái chuyện mà khi mà nhắc tới Đức Phạm á, thì người ta chỉ nghĩ Đức Phạm chỉ là một người chỉ biết ăn chơi thôi. Và thực ra Đức cũng đang làm rất là nhiều thứ để cho mọi người thấy Đức Phạm không phải là người như vậy. Nhưng mà khi nghe cái điều như vậy á, có làm cho Đức cảm thấy bực bội hoặc là có mình cảm thấy là mình quá là oan ức khi mà bị nói như thế không? Em không nghĩ đến những cái người mà nói với em như thế nào. Tại vì những cái người mà chơi với mình hay là làm việc với mình thì biết mình là người như thế nào và mình làm được gì. Là những cái đường đó em sẽ quan tâm nhiều hơn là những người không biết gì về mình mà chỉ nói. Dạ, xin cảm ơn. Cảm ơn khán giả của Vé Màn Showbiz đã có một cuộc trò chuyện. Mặc dù Đức Phạm, CEO của GN Entertainment là một người rất là kiệm lời và có thể là sẽ không chia sẻ tất tần tật mọi thứ với khán giả, tuy nhiên với những gì vừa chia sẻ vừa rồi thì tôi tin rằng khán giả cũng sẽ biết rất là rõ hoặc là một khía cạnh nào đó về Đức Phạm. Với những gì mà mọi người đã nghe về Đức Phạm trước đây thì có những thông tin là đúng và bản thân anh cũng đã có những chia sẻ phản hồi về những thông tin đó. Chúc quý vị khán giả có một buổi trò chuyện với Đức Phạm thật là vui.